em Minh Audio Sài Gòn em xin chào các bác cùng toàn thể mọi người nhà mình đang theo dõi trên kênh video này em Minh có về được mấy bộ đèn âm ly đèn giới thiệu với cả nhà giao lưu em mong mọi người ủng hộ ở đây thì em sẽ giới thiệu với cả nhà mình là ba bộ bộ đầu tiên là bộ rề bao đến từ thương hiệu của lúc men nha các bác con rề là 3.300 đẹp xuất sắc còn Power thì là dòng 500 đi kèm. Đấy, bộ này uh, chơi các dòng Tannoy, chơi JBL L100, chơi uh, các dòng loa Mỹ, châu Âu rất hay ạ. Uh, công suất khỏe 40W một kênh. Uh, về phần bóng công suất thì uh, còn tình trạng còn rất là tốt và đánh là 4 bóng L34. Phần rè thì uh, sử dụng uh, 6 bóng ạ. Uh. Toàn bộ tất cả đều là bóng ZIN theo máy. Sau bóng ở đây sẽ gồm có 12AX7 và 12AU7 à, Chiếc tiếp theo thì em có một em Rất là hiếm và hay Được ca ngợi khi mà Chơi những cái dòng nhạc gia Orcotic hay là Coutry à, Rất là hay Đây là chiếc âm ly Sun Valley, Một thương hiệu cao cấp nổi tiếng của Nhật Bản Sunvalet Mini 88 à, Chạy bóng KT88 rất là mới và một về thêm một chiếc nữa ta chạy bóng L34 thì các bác cùng nhìn tham quan à, chiếc âm ly đèn này là một chiếc âm ly đèn dạng kit của một bác chủ ở bên Nhật chơi họ đã kit máy chiếc máy này Đấy, đối với những bác sành chơi thì các bác chỉ cần nhìn lướt qua là các bác biết là cái người chủ này họ tìm mẩn thế nào Đó, họ đầu tư rất là nhiều Đó. các bác chỉ cần biết đầu là các bác nhìn cái phần cấu hình này thôi là các bác đã có thể nhầm được giá trị à, trên con máy này thì em minh giới thiệu sơ qua à, tất cả các sắt xi, chăn xít họ làm rất là chắc chắn và nặng về phần nguồn, sử dụng nguồn của lúc men về phần tụ lọc à, sử dụng là bốn tụ lọc của Nick Nippon tụ lọc Nippon Nick Black dòng tụ cũng rất là cao cấp này bốn quả luôn cái người chủ này họ rất là tỉ mẩn và họ rất là đầu tư Đấy, ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là gồm có bốn à, quả biến áp ở đây sẽ gồm có hai quả biến áp suất âm hay gọi là biến thế xuất âm hai cục chốc tức là hai cục lọc điện lọc tín hiệu làm cho tín hiệu hay hơn họ rất đầu tư thông thường thì chỉ em thấy rằng là những cái âm ty đèn thì chỉ cần có biến thế và hai cục xuất âm thôi đây họ đã tỉ mẩn họ đầu tư rất là nhiều kinh tế vào đây thêm hai cục nữa làm cho cái bộ máy này nó càng thêm hoàn hoàn hảo hơn Đấy, về phần bóng đèn, công suất thì hiện tại em đang lắp bóng là một cặp bóng rất là mới của hãng Tesla. Đấy, L34. Về phần bóng rè thì là bóng zin đi theo máy. Ở đây sẽ gồm có hai bóng rè là bóng 12AU7 và 12AX7, đều là bóng của Mỹ. Đấy, các bác nhá, tất cả đầu bóng và các chức năng này em đã test rất là kỹ và nghe cũng như là phối ghép rồi à, tình trạng chạy là hoàn hảo không ù xì à, chất âm thì à, rất là hay trong cái tầm giá nếu mà nói về phần giá thì các bác đảm bảo những bác đã biết về đèn thì nhìn qua là các bác đã có thể nhẩm được cái sơ bộ khi mà lắp lên một con máy như thế này và con máy này về em về giá rất là tốt chỉ có 10 4 triệu 500 em Minh giao lưu với các bác giá thì rẻ hơn cả những cái dòng giáp tay ở việt nam các bác cân đối cái con này thì chạy rất là tốt không ù xì Đó. và cái kiểu máy thì rất là sang cái này thì các bác có thể đánh thẳng luôn nhá đánh thẳng vào loa luôn không cần qua rè còn các bác nào muốn rè thì các bác có thể mua thêm ở đây là phần chân ra loa này công tắc tắt bật nguồn này và volume đường tín hiệu input ở đây đội Đó. bác nào quan tâm một chiếc âm ly đèn vừa tầm tiền hàng ngon Đúng nghĩa là ngon bổ rẻ thì chơi em này, máy rất là chất. Rồi, tiếp theo em giới thiệu sang em săn lây Em này thì nếu mà nói thì hiếm thì cũng cũng đúng, nhưng mà nó cũng không hiếm đâu, nhưng mà lâu lâu mới gặp, không gặp thường xuyên. Tại vì cái thời điểm bây giờ thì rất là nhiều người đã biết đến cái thương hiệu này và săn lùng để chơi. Nên để kiếm được một con máy mặt đẹp như thế này thì phải nói là rất là lâu và tốn thời gian. À, tình trạng về của con máy Sanplay uh, KT88 này thì phải nói là rất là mới. Đấy, các bác có thể nhìn trực diện và đánh giá bằng cái trực quan. Đây, cái máy ở trên trên thị trường nó sẽ như thế này. Đấy, các bạn chỉ có em sợ cái đời này chỉ có ở trên Nhật có thôi, còn ở tất cả Việt Nam gần như là chưa có một cái thông tin uh, chia sẻ nào về cái chiếc âm ly này. Đó. Valley Mini 88. Đấy em đã test uh, hoạt động tốt và chiếc âm ly này ở trên các diễn đàn của nhật họ đánh giá rất là hay rất là cao họ khen ngợi chơi da chơi cao truy chơi kèn rất là đã Hãy chúng ta cùng tham quan nhá đây là cái volume to nhỏ này đây là cái cầu selector này em sẽ mở cái phần máy này ra Đó. máy rất là mới và sang chúng ta cùng tham quan cái, cái cái dàn máy này con này thì nói chung là cũng giá bình dân thôi nhưng à, rất là hên và rất là cảm ơn cái người chơi trước họ đã đầu tư rất là nhiều vào cái máy này. À, chúng ta sẽ nhìn thấy hai quả bóng KT88 của hãng Gold Lion. À, made in Russia. À, Gold Lion sẽ có hình à, có hình chú uh, sư tử ở đây các bác nhá. Gold Lion KT88. Bóng còn rất là mới. À, và chỉ số còn rất là cao cái này thì mình về mình đã cho các bác thợ giỏi nghề là các bác đã đo và kiểm tra rồi Đấy, rất là ok tiếp theo là chúng ta sẽ nhìn thấy một cặp bóng rề ECC 803S chân vàng một cặp bóng này không ở trên thị trường khoảng 5 triệu một cặp bóng nhỏ này Đấy, cặp bóng to này cũng khoảng 7 triệu Đó, các bạn nhé tùy từng chỗ bán nhưng mà cặp bóng rề này là cặp bóng chân vàng, đấy, ECC803 chân vàng, cực kỳ là hay. Và ngoài ra nữa, ở trong máy, à, trên cái con máy này, phần tụ nối tầng, đấy, bác chủ đã à, nâng cấp lên tụ vitamin Q, cặp tụ nối tầng rất là cao cấp. Đây em có chụp phần à, máy của mình, để cho các bác à, tiện xem. Đây, đây, bác chủ đã người chơi trước họ đã nâng cấp lên cặp tụ đây này, này cặp tụ đen Đấy. vitamin Q đây các bác này cùng tham quan cùng em đó tụ nối tầng một cặp luôn vitamin Q và một cái con sâu cạc âm thanh à, đây cái con này ở trong máy này các bác này nó super sâu nên là cái con máy này hôm qua em ngồi em nghe em đánh cái cặp tan noi Glen 910 phải nói là rất là cảm xúc luôn rất là hay đấy con này thì à, tất cả ok hết rồi em nói hơi nhiều thì mong các bác thông cảm đây là cái phần phía sau này á đầy đủ chân rắc mạ vàng đấy. con máy kt 88 cực kỳ trau chuốt về phần linh kiện cao cấp này thì em có mức giá là 18 triệu 500 ngàn đồng đấy, các bác thấy ok không ạ Ngoài ra em sẽ tặng cho các bác nào mua chiếc Sunplay cao cấp này một bộ dây một cái dây nguồn của hãng hàng xịn nha chứ không phải hàng trung quốc đã hãng watt Gate, đó một cặp đầu của watt Gate này dây là của dây mỹ luôn thấy xịn dài khoảng 2 mét trị giá 2 triệu 500 trăm ngàn đồng cái này là em mua được giá tốt đi kèm nên là em cũng sẽ tặng lại cho cả nhà đây dây đá đây hàng xịn nhá nguyên hai cái cục này không trên thị trường bán cả gần triệu bạc một cục Đó, em tặng cho ai mua chiếc kt 88 của sun play này dây nguồn nó ok chưa rồi tiếp theo em sang chiếc bộ rề bao bộ rề bao thì đây cái phần vỏ gỗ nó đây các bác vỏ gỗ con rè đây nhá Đấy, vỏ gỗ con rè đây rất đẹp nhá đây là phần rè toàn bộ bóng zin 12 AX7 và 12 AU7. Bộ rè bao uh, lúc kit 3 3003 và power là 3500. Chạy hoàn hảo, không ù xì. Rất là tốt, bóng còn ok. Có mức giá em giao lưu là 22 triệu 800 000 đồng cho bộ rè bao chạy bóng L34 này thì bác nào có nhu cầu chơi những cái món đồ này trong video hàng mới về thì liên hệ cho em theo số điện thoại trên bài đăng em mình ship hàng toàn quốc yeah. cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi nha thân ái và chào tạm biệt trong những video tiếp theo.